mua nhà Vinhome mà chắc chắn thắng thì cái chuyện này là không có, đúng không ạ? Đầu tư thì làm gì có cái chắc chắn. Giải mã hiện tượng nghiện mua nhà Vinhome. Đây là câu chuyện của anh Nguyễn Thanh Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh chia sẻ là 4 năm trước dù tài chính chưa vững vàng nhưng nhờ chính sách bán hàng ưu đãi vượt trội của Vinhome thì anh Nguyễn Thanh Dũng đã quyết định chọn mua một căn hộ tại Vinhome Grand Park để an cư. Anh Dũng tính toán với phương án cả gốc lẫn lãi của Vinhome thời điểm đó, anh có 1,55, không phải quan tâm đến khoản vay mua nhà, có thể khoác mọi âu lo để kiếm tiền. Căn hộ của Vinhome thì chắc chắn tăng giá, vì vậy sau khi mua Vinhome Grand Park, tôi đã tính phương án nếu đến thời điểm trả nợ mà không đủ khả năng tài chính, tôi sẽ bán căn nhà đi, vừa chốt lời vừa có được vừa được ở miễn phí một thời gian. Cái chia sẻ của anh Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh này ấy, thì thực ra anh bảo là mua nhà Vinhome mà chắc chắn thắng thì cái chuyện này là không có, đúng không ạ? Đầu tư thì làm gì có cái chắc chắn. Đấy, chúng ta cũng đã thấy rồi, có những cái căn shop house, đúng không ạ? Đang từ lâu dài thì thành 55. Còn anh ấy đầu tư ở đây thì về cái dự án của Vinhome ấy, thì đúng là Vin là một trong những cái chủ đầu tư lớn nhất ở Việt Nam và cũng là uy tín nhất, và bản thân tôi cũng đang ở Vinhome nên là tôi biết được là những cái dịch vụ của họ tốt như thế nào. Thế nhưng mà tôi cũng có một cái lưu ý cho anh chị em, bạn bè, cô dì, chú bác, khi đầu tư các cái dự án của các cái chủ đầu tư, ví dụ như dự án của Vin đi chẳng hạn, thì anh chị phải xem cái thứ nhất là cái quỹ con ở đấy nó có nhiều không, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy câu chuyện ở Vin Ocean Park 2, Vin Ocean Park 3, chúng ta thấy rằng là có quỹ con nó nhiều, nhiều như là một đàn, như đàn lợn con như vậy, thì chúng ta thấy rằng là đến bao giờ thì chúng ta mới có thể thanh khoản được đây, đúng không? Với cái nữa là khi đầu tư thì chúng ta cũng phải xem cái yếu tố là nếu như anh này anh định đầu tư một căn Vin anh để ở, còn nhiều anh chị đầu tư những căn ở Vinhome có ý định là cho thuê, thì chúng ta hãy đến vào những cái lúc mà Vin ấy họ không tổ chức các sự kiện, được chưa? Hãy đến vào những lúc mà Vin người ta không tổ chức sự kiện, thì anh chị sẽ thấy rằng là cái lượng người đến các cái dự án ấy nó có đông hay không. Đấy, không phải lúc nào Vin họ cũng tổ chức các cái sự kiện được, đúng không ạ? Ví dụ như câu chuyện ở Vin Ocean Park 2, Vin Ocean Park 3 họ tổ chức các cái sự kiện ca múa nhạc để họ hút các cái dòng người đến rồi làm miễn phí cho thuê. Nhưng mà vấn đề là gì? Liệu như là khi mà đã bán xong tất cả sản phẩm ở đấy thì họ còn làm các cái dự án để hút người về không? Đúng không anh chị em? Thế thì tốt nhất là anh chị hãy đến vào những cái lúc mà Vin người ta không tổ chức sự kiện để mình đánh giá một cách khách quan nhất, một cách chính xác nhất cái dòng người hàng ngày có đến đấy không. Ấy, nếu mà không có dòng người đến đấy thì làm sao mà cho thuê được, đúng không ạ? Ấy, đúng không ạ? Ấy, thì không thể. Nên là cái việc mà nói là anh này thì anh ấy mua, anh Dũng này anh mua thì anh mua là anh để ở. Đấy, lúc nào mà không cần nữa thì anh ấy chán, không có đủ tiền thanh toán, tất toán lợ gốc thì anh bán đi, thì đây là một cái phương án rất là hay. Thế nhưng mà anh chị mà đầu tư mà muốn cho thuê thì anh chị phải tính toán rất kỹ câu chuyện đấy, đúng không ạ? Dòng người không đến thì cho thuê ai đây, đúng không ạ? Và nếu như mà có dòng người tự nhiên, đúng không? Có dòng người, ví dụ như Ocean Park 1 chẳng hạn, có dòng người tự nhiên như vậy thì Vin họ không cần phải tổ chức quá nhiều các cái sự kiện. Đấy, thì đấy là những cái lưu ý cho anh chị nha. Còn nhiều anh chị rằng là nói với tôi là đầu tư Vin Ocean Park 2, Ocean Park 3 trong vòng 5 năm cho đến 7 năm, thì thực sự đấy là một cái kênh đầu tư rất là hay. Khi mà dân số Việt Nam của chúng ta lên 130 triệu, 140 triệu dân rất là đông, thì bắt đầu nội đô Hà Nội bắt đầu là sức ép quá lớn không chịu được nữa, thì người dân họ bắt buộc họ phải lan ra vùng ven ấy, và lan ra Ocean Park, Ocean 2 thì Ocean Park 2, Ocean Park 3, thì đấy là một cái bài toán mà chúng ta có thể nhìn thấy, đúng không ạ? Thì lúc đấy chúng ta cho thuê nó mới dễ. Còn hiện tại nếu như mà anh chị muốn đầu tư thì tôi nghĩ VinSmart City nha. Nếu như muốn đầu tư chung cư của tập đoàn Vin thì VinSmart City là VinSmart City và Vin Ocean Park 1 là những cái nơi mà anh chị có thể cân nhắc. Đấy, còn cá nhân tôi sẽ đánh giá VinSmart City tốt hơn nha, tốt hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nói gì thì nói, giờ anh chị cho thuê ở Vin Smart City là rất dễ, đúng không ạ? Những cái căn hở ra là hết. Đấy. Một cái thứ nhất là sinh viên. Sinh viên bây giờ cháy chung cư như vậy, họ cũng sẽ tìm đến những cái cháy chung cư mini ấy, thì họ cũng sẽ tìm đến những cái tòa nhà chung cư như vậy họ để họ thuê. Và cái thứ hai đó là bố mẹ
đúng không? Ở quê thì cũng rất muốn mua cho con mình một cái căn nhà chung cư để học tập và làm việc ở trên Hà Nội. Và VinSmart City, tôi nói thật, bây giờ khi mà anh chị nghĩ ngay đến cái đầu tiên trong đầu mình khi nghĩ đến một cái dự án chung cư, anh chị sẽ nghĩ ngay đến gì ạ? VinSmart City thôi, ngay trong đầu của mình. Thế nên là cái tính cho thuê, cái tính thanh khoản của nó là rất tốt, thì mình có thể cân nhắc đâu ạ. Rồi. Tôi thì tôi không bán chung cư của Vin, nhưng mà tôi đấy là cái quan điểm cá nhân của mình để tôi chia sẻ với anh chị như vậy. Đây một thông tin tiếp theo, trời nắng nóng gay gắt, nhà đầu tư vẫn kéo nhau đi xem đất. Trời nóng nóng gay gắt đúng không ạ? Hôm nay ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh thì đang ở nắng nóng đỉnh điểm, và bây giờ thì tôi thấy là trời ngoài Hà Nội thì bắt đầu là xui xui rồi, hy vọng là sẽ mưa. Thị trường bất động sản, có bạn PC How bạn hỏi là thị trường bất động sản sau ngày 1 tháng 7 sẽ thế nào anh? Anh nghĩ là tại từ nay đến cuối năm ấy, thì nếu như em mà có đất cần bán nha, thì từ từ hãng bán, cứ đợi quý 3, quý 4 rồi hãng bán ra nha. Đấy. Và còn nếu em mua thì chắc em cũng hiểu rồi đúng không? Đấy, ngắn gọn này như vậy PC How ơi. Rồi, đến với thông tin tiếp theo đó là trời nắng nóng gay gắt, nhà đầu tư vẫn kéo nhau đi xem. Mặc dù trời nắng nóng gay gắt giữa mùa hè, nhưng những ngày vừa qua khu vực đất nền tại một số vùng ven các tỉnh thành lân cận Hà Nội vẫn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, vừa dẫn đoàn khách đi xem dự án 50 lô đất tại khu vực huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Mồ hôi vẫn còn nhễ nhại, anh Đỗ Nam, một môi giới lâu năm tại đây cho biết, tuy trời khá nắng nóng nhưng nhóm khách hàng của tôi vẫn khảo sát thực tế các lô đất tại đây. Tôi có hoãn lịch để sang chiều mát hơn nhưng mà khách vẫn cứ là dục. Đấy. Được biết các lô đất anh Nam đang giao bán thuộc xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, diện tích là từ 95 cho đến 100 mét vuông, phía trước là rộng 6 mét, giá các lô đất dao động từ 7 triệu một mét vuông. Anh Nam chia sẻ thêm là thời gian qua thị trường bất động sản có dấu hiệu khởi sắc, nóng hơn rất nhiều, đất nền tại lại có thể là đầu tư dài hạn giữ tài sản cũng như mang lại lợi nhuận tăng trưởng tốt, do đó rất nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là khách từ Hà Nội chứ không chỉ riêng khách tại địa phương. À, thế thì cái điều này thì chúng ta cũng đã nhìn nhận thấy đúng không ạ? Nhìn nhận thấy từ lâu rồi, khi mà ở nội đô bắt đầu hết sóng sẽ lan ra đến ven đô, và sau khi ven đô thì bắt đầu lan ra các tỉnh, đúng không ạ? Bắt đầu lan ra các tỉnh. Và đây thì trong cái câu chuyện này, tôi cũng không biết được, nhưng mà trong bài báo này thì họ nói rằng một anh môi giới tại Bắc Ninh thì đang chia sẻ rằng là thị trường bất động sản ở đây thì mặc dù là trời nóng nóng đúng không ạ, anh ấy đã bảo với nhà đầu tư là để đến chiều nhưng mà nhà đầu tư vẫn không đồng ý. Đấy, đều không đồng ý. Cái câu chuyện ở đây thì tôi thì trong khi mà anh em mình đọc báo là anh em mình cũng cần phải có một cái khả năng gọi là một cái bộ lọc về thông tin. Bản thân tôi thì cũng chưa xuống Bắc Linh bao giờ nên là tôi cũng chưa thể nhận xét được xem là nó có đúng hay là không, có thể đúng hay không. Nhưng mà cái việc mà thị trường đất nền nó nóng lên thì tôi hoàn toàn là tôi đồng ý. Bản thân tôi khi mà tôi đi đầu tư thì tôi cũng đang thấy cái điện có những lô đất, có những lô đất tôi chỉ chậm chân một tí thôi là đã không mua được rồi. Ai ủng hộ Thích Minh Tuệ đều phản động. Chào Thành Johnny nhá. Phản động hay không thì mình không biết, đấy là quan điểm cá nhân của bạn thôi, của bạn Thành Johnny thôi. Thì mình cũng không nói là bạn đúng hay bạn sai. Thế nhưng mà mình thì mình không nhìn vào cái việc đấy, mà mình chỉ thấy là khi mà mình đi học ấy, mình chỉ nhìn ở góc nhìn là khi mình đi học về bỏ rất nhiều tiền ra để đi học, thì khi mà mình đi học thì mình lại học được những cái bài học mà được thầy chia sẻ khi mà mình xem ở trên mạng xã hội. Đấy, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Chưa? Nếu mà ở đây thì tôi sẽ phím nha. Đây cũng là lần đầu tiên tôi sẽ phím phím cho mọi người để mọi người đầu tư này. Mọi người có muốn tôi phím cho không? Nếu mọi người muốn tôi phím thì có thể comment chữ số 1 ở trên khung chat được không? Tôi sẽ chỉ cho mọi người một nơi nha. Mọi người không đầu tư cũng được, nhưng mọi người cứ thử để ý từ nay đến cuối cuối năm xem nó có tăng không. Từ nay đến cuối năm tăng luôn. Đấy, từ nay đến cuối năm tăng luôn.
Nếu mọi người muốn tôi chia sẻ cái điều này thì có thể comment chữ số 1 ở trên khung chat được không? Tôi phím cho mọi người một cái địa chỉ nha. Mọi người không đầu tư cũng được, nhưng mà mọi người để ý xem là từ nay đến cuối năm xem nó có tăng không.